thấy bật cười quanh đây, buồn khi cả thế giới không đàn ông, chuyện lớn chuyện bé chỉ có đàn bà. Ai cũng nhận ra căn nhà này vui bao la, từ khi chào đón mấy chú rể tân, vậy lo chuyện khó xua tan hết ưu phiền. Câu chưa đủ sai sung, thế giới hạnh phúc không chỉ riêng đàn bà. Câu vừa đủ sai sung, một gia đình mới chứa chan niềm yêu thương. Trời à, tôi một cô thằng bồ họa sĩ mà đẹp trai như vậy, tôi đã cho dẻ nguyên ngày luôn á. Ai mà vô duyên, những biết là đang coi phim hay tự nhiên gõ cửa à, thiệt tình à. Rồi mà từ từ sẽ ra. Đẹp trai quá à, chịu không nổi luôn á. Dạ, chào chị. Cho em hỏi ở đây có phải là nhà của Đu Đủ không? Em là người ở công ty máy tính tới đặt máy cho gia đình. Dạ, chào chị. Ở đây có phải là nhà của Đu Đủ không? Em là người của công ty máy tính tới đặt máy cho gia đình. Dạ, chào chị. Hả? Dạ, em là người ở công ty máy tính tới đặt máy cho gia đình Đu Đủ. À, vậy hả? À, dạ, đúng rồi, Đu Đủ, nhà Đu Đủ, đúng rồi. Dạ. À, dạ, mời vào. Trời ơi, nhân viên gì mà đẹp trai quá trời ơi. Chị là hoàng tử trong mơ của mình xuất hiện rồi đó. Trời ơi, trời ơi. Dạ chị ơi. Hả? Đi lối nào chị? À dạ đây, đi theo em. Dạ. Dạ trời, cẩn thận anh. Dạ, 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 cảm ơn chị. Dạ. Vui lòng ký xác nhận giùm em. Dạ, dạ ký hả anh? Dạ. Trời ơi, thiệt cái tình á. Mệt quá à, nực nổi gì đâu á, cởi ra cho rồi đi. Đừng nghe, đừng làm chị. Chết em. Không muốn. Mẹ. Dạ không, dạ không được đâu chị. Trời ơi, dạ không. Chị ơi, đừng làm vậy mà. Trời đất ơi, anh làm gì anh nhìn thấy em như gì quái vật à. Xin lỗi chị. Ờ. Dạ chị ký giúp em chưa? Dạ chưa. Dạ. Trời ơi, à, em biết rồi. Anh á ngại á là hả em vô mà em vấn khanh, anh tưởng em là lõa lồ á, phải không? Không có đâu. Em á không phải là cái phường mà dễ dãi mà lăng loàn mà dạ, làm dạ. Vậy đâu. Tại nãy em coi tivi, coi phim Titanic á, cái cô đó cũng quấn khăn, rồi cái á cổ để nằm ra cho cái anh họa sĩ anh vẽ. Đó. Dạ. Dạ anh biết vẽ không? Dạ dạ. Dạ em ở, xin lỗi chị, em ở công ty máy tính tới đây giao máy. Thay chương trình khuyến mãi của công ty dạ mà cô Đu Đủ trúng thưởng dạ. Ủa vậy chị, hả? Dạ, chị vui lòng kiểm tra máy giùm em có phải là máy mới không? Dạ mới. Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ đẹp, đẹp chị đó. Dạ, dạ đẹp lắm. Dạ cảm ơn. Đẹp, đẹp. Gì vậy? Phát hiện nha. Hả? Phát hiện gì vừa dẫn mình trai về nhà nha. Trời đất ơi. Dạ à. Ai đây? Chai gì phải không? Dạ, giới thiệu, xin giới thiệu với hai chị. Em là ở công ty máy tính tới giao máy. Trời ơi, hai đứa nó còn đi học. Một đứa em, một đứa cháu em.
Xin lỗi, giới thiệu anh ở công ty máy tính, tới đây giao máy theo chương trình khuyến mãi của công ty mà cô đủ đủ trúng thưởng. Dạ. Ủa? Trúng thưởng đó. Thứ gì vậy anh? Tụi máy biết tính gì? Đó. Cái gì vậy? Cái gì mà ồn ào vậy? Hả? Trái lỗi nha. Ông dạ. Thôi mà, có phải quái vật đâu mà la ông sùm vậy? Ở đây là ai đây? Dạ, xin giới thiệu với bà. Con là ở công ty máy vi tính á, tới đây giao máy cho công ty mà đu đủ trúng thưởng đó. Cái gì? Đu đủ trúng thưởng hả? Dạ. Nói vậy về cái vụ máy móc là cậu rành lắm phải không? Dạ. Trời ơi. Rành được lắm. Không nói giấu gì cậu, trời ơi, cái điện thoại của tôi sao mà nó cứ đứng máy hoài à. Mà tôi làm mà có nghĩa là muốn chơi game gì nó cũng chậm mà cậu. Ngồi đây. Dạ. Cậu chỉnh sửa tại giùm tôi có được không? Dạ, xin phép ạ. Dạ, có nghĩa là do bà mở ứng dụng nhiều quá mà bà quên khoát ra. Dạ, cho nên là nó bị nặng máy thôi. Dạ, chứ không có gì đâu. Dạ. Trời ơi, giỏi quá hen. Để thử cái này, trời ơi, làm cái rẹt rẹt liền nè. Dạ, hay quá. Dạ, hình như là ở nhà mình nấu cái món vịt nấu chao phải không ạ? À? Mà là vịt được ngâm với rượu trắng cho nên mới có cái mùi thơm vậy nè. Cái gì vậy? Không má. Thôi, tôi nấu vịt nấu chao mà cả nhà này bao nhiêu đứa con gái cái gì tôi rửa bằng cái gì nó không hề biết. Cậu mới nghe mùi là cậu đã biết rồi hả? Tao là con gái mày hả? Cô xin lỗi bác, tôi chỉ nói những người ít tuổi thôi ạ. Thôi ai nói nội đâu. Dạ, mà thưa bác, riêng về ẩm thực thì con cũng hơi bị chung. Sao biết vậy? Chung luôn. Dạ tại con có tham khảo sách giáo khoa. Chung luôn á. Cái gì vậy con? Nhà có khách kìa, cái gì mà mặt nhăn đụm vậy? Cái máy chụp hình của con á nội. Sao? Không biết bị cái gì bây giờ chụp không có được nữa. Ủa sao hồi đó giờ con kỹ lắm mà chuyện máy chụp hình bị cái gì mà con không biết là sao? Sao con biết được? Thôi, đem... Chị ơi. Nó tên Xoài. Dạ. Nó tên Xoài. Nếu mà chị Xoài không có ngại á thì chị Xoài có thể đưa cái máy cho anh đi. Tại vì không phải, chị Xoài đừng có hiểu lầm. Anh có người bạn là nhiếp ảnh chuyên nghiệp mà. Họ có mở một cái hiệu ảnh rất là nổi tiếng. Thì có gì anh sẽ nhờ người ta xem giúp. Ừ, được mà, có. Giỏi lắm. Thì anh sẽ gửi cho chị Xoài sao? Giỏi lắm, mới sửa điện thoại cho nội xong đó. Ừ, giỏi lắm con, giỏi lắm. Thì các anh. Ừ. Em cảm ơn anh nha. Dạ, không có gì. Vậy thì một chút nữa nhờ cậu vô nêm nếm giùm cái món vịt nấu chao, tôi biết là cái không có. Bây giờ là cậu ha. Cậu ngồi đây, cái cậu gài cái game mới là cho bà đây ha, rồi bà cảm ơn nhiều. Dạ không sao, chuyện nhỏ. Dạ. Cho em địa chỉ trước thì anh em gấp lắm. Rồi có đây. Để có vịt anh. Anh coi chị em xài cái này đi, cái này tại sao? Em đọc một biểu nè. Dạ, rồi. Con sửa cho nội cái này thì có dạ. Nghĩa là cái game mới, cài game mới vô. Dạ. Sửa mấy chục giùm em. Dạ. Nè, đi xuống. Anh sửa cho em cái máy tính trước đi, cái máy tính này nè. Đây, đi xuống lo cái nồi vịt nấu chao xuống nè, nếm cái nồi nấu chao khác. Đi. Anh ơi, sửa giùm em cái máy uống tóc để mình nó hư ở trong phòng quá. Công chúa là của ta. Công chúa là của ta. Công chúa là của ta. Là của ta. Không, là của ta, là của ta. Của ta mà. Của ta mà. Mọi người ôm quá. Em tiếng gì lâu đài tiếng ngủ chắc ăn. Không, nào phải ở lại đây để mà cài game miễn phí cho toàn chứ. Không, công chúa phải ở lại đây để chỉ ta vô cái chương trình. Giờ bếp là chuyện nhỏ chứ. Không, mọi người, bạch tuyết là của ta. Bạch tuyết phải vẽ hình nuôi cho ta. Thôi đi. Bạch tuyết là của ta. Bạch tuyết phải sửa mắt chụp hình cho ta. Mọi người sai hết rồi. Bạch Tuyết là của ta. Bạch Tuyết phải sửa IT máy tính cho ta. Nhất là ta. Làm gì vậy? Từ trước tới giờ nhà mình nó yêu thương đùm bọc nhau. Tự nhiên có một cô gái chân dài như vậy nè. Mọi người tranh giành nhau thì còn bớ buồn. Một cô gái chân dài, môi đỏ như son, da trắng như tuyết, tóc trắng như bạch tạng. Vậy mà lại không tranh giành là hiểu à? Ôi hoàng tử.
Ủa sao anh lại ở đây? Anh là sao? Anh đâu biết gì đâu. Ê, đi đâu vậy? Con biết cậu này hả? Dạ, dạ đây là chồng sắp cưới của con á. Hả? Dì, vậy sao á? Cái chú này nói chú là nhân viên, rồi vì giờ chú thử được cái máy tính nên chú mang cái máy tính đến cho gia đình mình nè. Vậy là sao anh? Tại vì chuyện mà anh vậy nè. Ông Dương, dự quán gì đây? Nhà có điều kiện quá sao sống laptop hoài vậy? Cái này đâu quá chuột vợ. Khoan, ủa anh chưa có vợ mà chuột vợ gì? Sao nghe lạ quá vậy? Ủa của cái này có một sự ám muội gì ở đây nè. Vậy không đừng có nói với tôi là bắt chước cái cô hoa hậu gì nè, diễm gì đó, có chồng mà giấu. Không đừng nói với tôi luôn á là không có vợ mà qua mặt mọi người nha. Cái này là có liên quan tới cái chuyện là do hôm trước mình có hẹn tới gặp mặt gia đình vợ tương lai của mình, nhưng mà do bữa đó mình tới trễ, hiểu không? Ủa nói vậy nó cũng đâu có liên quan gì tới cái máy tính này à nha. Đúng rồi, bắn đại bác còn thấy xa nữa. Trời ơi, nói suy nghĩ chút xíu là nó ra à. Thì đây nè, bây giờ do hôm trước mình trễ hẹn tới gặp mặt gia đình vợ tương lai của mình đúng không? Cho nên vợ tương lai của mình giận, tới bây giờ vẫn còn giận. Mà cái xu hướng là vấn đề nó đi tới có thể là hôn nhân tan vỡ. Mà tuổi này mà hôn nhân tan vỡ nữa là ra đi luôn á, là ế luôn. Buộc lòng tối về phải nằm đêm suy nghĩ là diệu kế để mua chuộc gia đình vợ tương lai của mình, hiểu không? Hả? Diệu kế gì? Gì nữa? Anh tới nhà vợ tương lai của anh. Đúng rồi. Mà sao anh mặc thường quá vậy? Trời ơi, anh phải mặc lộng lẫy lên cho em, lộng lẫy lên. Đúng rồi. Sao ngu quá, thang ngu quá không nhớ nhớ. Đúng rồi, sẵn cái chuyện mà từ sáng giờ đi làm ở ngoài đường mà không ok. Thôi quá. Thôi, để mình về mình tắm rửa thay đồ. Vợ anh 12 giờ về đúng không? À. Anh biết bây giờ mấy giờ không? 11 giờ 20 rồi, đi sao kịp rồi đi. Cái gì? Xong luôn rồi. Chuyện này là mất vợ chắc tôi thuốc luôn rồi. À, tắm rửa. Đi vô công ty mình nè, nhà tắm, tắm liền. Đúng rồi. Đi tắm liền đi. Nhưng mà thì đồng ý là công ty mình là có nhà tắm rồi, nhưng mà quần áo tôi giờ nó hôi rình rồi sao? Thì căng à. Ê! Được. Gì? Sao? Anh biết đó, cái chai nước hoa này á, em phải dành dụm tiền cả tháng trời mới mua được. Mà em tính tặng cho tình yêu của em. Em tốt bụng quá. Chứ sao? Xài đi không? Cảm ơn tất cả mọi người nha. Nói vậy cậu này là... là bạch mã hoàng tử của con á.